Chỉ trong vòng chưa đến 4 tháng, nhóm Nguyễn Văn Điều, 46 tuổi ở huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An đã trộm tiêu thụ hơn 2 tấn chó của người dân. Để thực hiện các vụ bắt trộm chó, Điều đã tuyển đàn em có nhiều tiền án tiền sự rồi bao ăn ở và cung cấp công cụ, cơm kích điện, bao tải, băng keo, xe máy mang biển số giả để hành nghề trộm cắp chó. Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Điều và ngay đàn em của Điều là Nguyễn Văn Duyệt, 24 tuổi và Nguyễn Văn Cương, 26 tuổi đều ngụ xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Tại thời điểm bắt giữ các nghi can, lực lượng công an đã thu giữ 9 con chó vừa bị bắt trộm, một súng bắn điện tự chế, một ná cao su và nhiều tăng vật khác. Tại cơ quan điều tra, nhóm nghi can khai nhận, từ cuối năm 2023 đến nay, nhóm này đã thực hiện hơn 50 vụ trộm chó ở các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Nghi Lộc và thành phố Vinh. Để thực hiện trót lọt các vụ trộm, các nghi can này liên kết thành ổ nhóm phân công nhiệm vụ cụ thể và sẵn sàng sử dụng súng tự chế nỏ bắn để chống trả lực lượng chức năng và người dân khi bị phát hiện để tẩu thoát